Sau một vài ngày thời tiết dịu mát thì từ hôm nay nắng nóng diện rộng đã xuất hiện tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng lần này sẽ còn kéo dài từ 2 cho tới 3 ngày. Tuy nhiên, cường độ không quá mạnh như đợt nắng nóng kỷ lục hồi cuối tháng 5 hay là oi bức khó chịu trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua. Trưa chiều nay, nhiệt độ nhiều nơi vẫn phổ biến trên 35 độ C. Riêng một số nơi do yếu tố địa hình còn chạm ngưỡng 37-38 độ, cảm giác oi nóng dần xuất hiện. Đây cũng là mức nhiệt duy trì trong những ngày tới do sự tác động của vùng áp thấp phía Tây. Chỉ một vài nơi thuộc các tỉnh vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ như Tương Dương, Con Cuông và Hương Sơn có khả năng chạm ngưỡng 38-39 độ C. Mặc dù nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài hơn 10 giờ, song thời gian thực sự oi nóng chỉ tồn tại trong khoảng từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều, chứ không kéo dài cả ngày lẫn đêm khi có những cơn mưa rào rải rác vào chiều tối. Theo các chuyên gia khí tượng, nắng nóng sẽ chỉ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 7, trước khi một đợt mưa dông diện rộng xuất hiện và kéo dài những ngày sau đó.